Trong video này, Khánh sẽ chia sẻ cho các bạn lý do tại sao bạn lại nên lựa chọn kinh doanh cùng Xiaoli. Thứ nhất, nếu như bạn lựa chọn một công việc để bạn đi làm thì buổi sáng 8 giờ hoặc 9 giờ bạn phải có mặt ở công sở, đúng không? Và khoảng 5 giờ đến 6 giờ thì bạn ra về và bạn làm trong khoảng thời gian đó. Nhưng với kinh doanh online thì bạn làm lúc nào cũng được. Buổi sáng thức dậy bạn làm cũng được, buổi trưa bạn làm cũng được, buổi chiều cũng được, buổi tối và buổi đêm cũng ok luôn. Và không giới hạn thời gian sẽ khiến bạn rất chủ động trong kinh doanh. Thậm chí một tay bồng con, một tay chốt đơn là rất bình thường. Và bạn có thể từ Hà Giang, bạn bán hàng cho người ở Cà Mau, bạn là người ở Cần Thơ, bạn bán hàng cho người ở Hà Nội là điều rất rất bình thường. Bởi vì kinh doanh online không giới hạn không gian, bạn có thể bán hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam, thậm chí bán cả ra nước ngoài. Và kinh doanh online, đặc biệt cùng với Xiaoli, không giới hạn thu nhập của bạn. Bạn bán được nhiều, bạn kiếm được nhiều tiền. Bạn bán ít, bạn kiếm được ít. Bạn không bán gì thì bạn không kiếm được. Đó là điều rất đơn giản. Nhưng với kinh doanh online thì không giới hạn thu nhập của bạn. Như bạn có thể thấy ở các video trước, có rất nhiều người bán được hàng tỷ đồng mỗi tháng. Cũng có người bán được vài trăm triệu, cũng có thể có người bán được vài chục triệu. Nhưng Khánh nghĩ với những kiến thức bạn học được trong khóa học này thì để bạn gia tăng thêm thu nhập một vài triệu, chục triệu một tháng thì là điều không khó nếu như bạn chăm chỉ và bạn làm đúng tất cả các bước ở trong khóa học này hướng dẫn bạn. Và đặc biệt với Xiaoli thì bạn không cần phải bỏ vốn, hoặc vốn của bạn rất ít nếu như bạn muốn có những mặt hàng trưng bày ở trong nhà. Bởi vì sao? Bởi vì bạn bán hàng trước mà. Xiaoli sẽ nhập hàng cho bạn và chuyển đến cho khách hàng của chúng ta, thu tiền, trả tiền và mang hoa hồng gửi lại cho bạn. Toàn bộ được minh bạch ở trên app Xiaoli. Bạn có thể rất dễ dàng theo dõi ở phần hoa hồng như ở đây. Và nếu trước đây bạn muốn mở một công việc kinh doanh thì bạn cần phải mở một cửa hàng thật to, hoặc ít nhất bạn cũng phải có một địa điểm kinh doanh. Sau đó bạn mang hàng hóa bạn để vào đó, sau đó có ai đó đến mua hàng của bạn. Nhưng với online thì không. Bạn chỉ cần đưa các sản phẩm của mình lên online và nó hoàn toàn miễn phí. Toàn bộ các chi phí cố định thuê nhà của bạn trước đây, đó chính là lợi nhuận của bạn. Bạn chỉ cần bán hàng, sau đó còn bao nhiêu tiền mang đúc vào túi của mình. Như thế sẽ rất thuận tiện hơn, đúng không ạ? Bạn sẽ không phải chịu các rủi ro về các chi phí cố định như nhà cửa hoặc là thuê nhân công nhân viên, một mình có thể tự làm hết. Thêm một điều nữa, nếu như bạn làm ở các cơ quan hoặc làm ở các công việc khác, có thể người ta sẽ cần trình độ của bạn. Bạn phải học hết cấp 3 hoặc bạn học đại học hoặc là bạn học cao học. Nhưng với kinh doanh online thì không. Bạn học thức nào cũng được, điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn muốn làm và bạn thực hiện điều đó để bạn có thêm thu nhập cho mình. Và nếu như bạn làm công việc khác, có thể họ sẽ yêu cầu học vấn của bạn, họ sẽ yêu cầu bằng cấp của bạn. Nhưng với kinh doanh, bạn không cần. Và Khánh biết rất nhiều các tấm gương, họ không được học như những người khác, nhưng đến bây giờ họ đã trở thành những người rất rất giàu có nhờ kinh doanh online rồi. Và Khánh muốn bạn trở thành người tiếp theo giống như họ. Và khi bạn kinh doanh cùng Xiaoli, ba không, bạn không cần phải bỏ vốn là thứ nhất, bạn không cần phải lưu kho là thứ hai, và bạn không cần mất tất cả các chi phí về vận hành là thứ ba. Ngoài ra, Xiaoli hỗ trợ cho bạn rất nhiều tiền phí free ship cho khách hàng của bạn. Thêm nữa là các chương trình thúc đẩy số bán bạn có thể xem ở trên ứng dụng Xiaoli, được thể hiện rất rõ ràng và chi tiết ở trên đó. Còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu vào ngay bài học tiếp theo của chúng ta.